Hello, xin chào 500 anh em nha. Đôi lúc cũng chẳng biết cũng buồn hay là mình vui nữa. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của Đà Nẵng, mọi người có thể đi lại tự do vì 6 giờ tối nay là nó đã giãn cách rồi. Bây giờ phải nói chia tay với mấy cái tụi nhỏ này rồi. Sáng tới bây giờ á, mình quằn đủ chỗ đủ nơi. Các bạn nhìn nè, những cái con cá keo này nè, bây giờ mình bỏ luôn, bây giờ mình bỏ luôn. Còn những cái con mà trong hũ trống này nè thì mình lấy đi một số rồi, lấy đi đi gửi nhà ông anh rồi. Cái con này đẹp lắm các bạn, nhưng mà cũng phải để đó thôi. Sau 14 ngày nữa mình qua mình kiểm tra, còn sống thì mình nuôi, còn nó chết thì mình cũng chịu. Tại vì nó thật sự ra thì cái nhà mình nhỏ lắm, mình ở chung nữa chật chội một phần rồi, còn có mấy đứa con nít á, mấy đứa nhỏ thì mình phải không có đem hết về được. Nhà ông anh thì cũng không phải là rộng gì mấy, gửi được dòng môi thì gửi thôi, mình không có đem nhiều qua được. Mấy con cá mái này, cái bài này nè, cái bài này thì mình đem qua nhà ông chú, bài này mình đem qua nhà ông chú. Còn cái bài nhỏ này nè, cái bài nhỏ này hôm trước mình mới đổ ra, đông lắm, mới đổ ra được mấy ngày à. Thì cái bài nhỏ này thì mình vớt về nhà mình nuôi, tại vì mình nuôi trong một thùng xốp này nha, lớn được thì lớn. Còn cái thùng này thì mình cũng gửi ông chú luôn, là bài này với cái bài cá kia mình gửi ông chú, nhờ ông chú nuôi giúp cho mình. Sau 14 ngày thì tính sao, nếu như hết thì mình qua mình lấy về nuôi, còn không hết thì mình nhờ ông nuôi tiếp. Mấy con cá mái này nó thật sự nó rất đẹp, nhưng không thể đem về nhà được. Giờ cũng không biết làm gì hơn, vì dịch họ cấm các bạn, dịch họ cấm. Thật sự thì mình chỉ có đem về được những cái con cá này, mình chỉ đem về đúng 10 cá trống và 10 cá mái thôi. Mình đem những cái con ok nhất về để mình làm giống thôi. Bây giờ là 4 giờ rồi, trong này là còn một số cá mái nữa, còn một số cá mái nữa. Mình chỉ lựa chọn cỡ 10 con thôi, vì 6 giờ là họ cấm đi rồi, nên mình tranh thủ mình qua mình lựa, đem những cái con nào ok, lỡ mà có qua dịch đó, mình qua mà cá nó chết rồi đó, thì mình còn có cái giống để mình làm. Đây nha, mình phải đem về nhà. Bây giờ thì mình xem mình là mình xui, nhưng thực sự nha các bạn, đôi lúc mình thấy có nhiều anh em cũng xui hơn mình á. Bây giờ là họ phải nằm bệnh viện, phải điều trị đủ các kiểu ấy, nào là virus, nào là tiền ăn, nào là không có chỗ ở. Thật sự mình, tại vì dạo này thì mình cũng xem rất nhiều cái kênh, nhiều cái video người ta quay lên á,
đôi lúc mình cũng đầm, đôi lúc mình cũng thấy thương họ, nhưng mà con không biết làm gì hơn nữa, nên mình cảm thấy mình rất còn may mắn, thật sự mình còn may mắn rất nhiều. Bác chủ nhà này cũng tạo lắm, tháng này mình nói là dịch nên buôn bán nó không có ok lắm, nên bác chủ nhà cũng có không lấy tiền nhà mình tháng này, và tiếp theo chắc mình không ở đây thì chắc bác đó cũng lấy tiền nhà mình đâu. Tiền điện nước thì không có bao nhiêu hết. Do anh em ở Đà Nẵng này á, mình quen biết á là toàn những người chơi cá, họ có cá rồi. Mình gửi được cái gì mình gửi thôi, chứ mình không thể để hết qua nhà họ được. Bây giờ mà có anh em nào mà ở Đà Nẵng mà mới biết chơi á, mình sẵn sàng mình cho hết mấy cái con cá này chơi luôn. Ok anh em, thì mình mới set up xong cái chỗ nuôi của mình. Mà nói thật sự nha, các bạn nhìn nè, cá của mình nó cháy khá nhiều đó các bạn, nó cháy hầu như là 70% rồi đó. Mà do là mình không muốn quay lại cho các bạn xem, mình sợ cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube á, thành ra mình không quay lại. Còn ở trang này thì mình mới set up lại cái hành lang chỗ này nè, nó nhỏ lắm, có chút chung à. Mà bây giờ á, mình xách thêm về nữa thì không có chỗ nuôi. Mình nói thật sự nó rất là nhỏ. Do mình ở khu chung cư đó các bạn, có 50 mét à, mà nhà thì 3 đứa con nít nữa, 2 đứa 2 tuổi và 1 đứa 4 tuổi, nó quậy lắm, thành ra mình sợ không dám để vô nhà, để hết ngoài này. Mà ngoài này thì nó chặt phơi đồ rồi ghế rồi bàn rồi đủ thứ trên đời hết, nên chỉ có còn một góc nhỏ xíu này để mình giữ giống thôi. Bất kỳ cái giá nào thì mình cũng phải giữ nó, không cần biết là nó như thế nào hết, mình chỉ biết là mình phải giữ nó. Mong là dịch nó sớm qua để mà duy trì tiếp cái đam mê. Ok, clip của mình tới đây thôi. Mong một ngày nào đó cá này nó cũng lớn. Chứ mình thấy là nó chết cũng hơi bị nhiều rồi đó. Là ít giống sau này có gì làm. Ok nha các bạn, thật sự là mình rất cảm ơn những anh em cư sư phụ của mình đã giúp đỡ mình trong cái thời gian khó khăn này. Nếu như mà sư phụ với lại mấy anh em của mình không giúp mình á, bây giờ thì mình cũng chả biết là cá nó để làm sao nữa. Nhiều lúc mình để hết về nó cho nó chết luôn cũng có nữa, không còn có thế nào hết. Ok, tâm sự với anh em tới đây thôi, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha.